Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các anh chúng ta một chiếc âm ly xuất xứ từ thị trường Tây Đức. Vâng, ở đó là cái ly Saba. Model của nó là 8001 này. Một chiếc âm ly khá là lớn. Cái chiều ngang này đến nha. Cái chiều ngang của nó đến 66 cm đó các bạn. Vâng. Cho nên mình báo luôn để các bạn biết cái kệ nhà mình như thế nào á. Một chiếc âm ly khá là đẹp, chỉnh chu. Này, các bạn nhìn xem phía trước của nó không có một vết chày nào luôn á, khá là đẹp. Con đi này nó chạy sò nhôm Motorola, và phía trước này nhà thiết kế người ta ghi toàn bằng tiếng Đức hết. Người châu Âu họ có cái tự tôn dân tộc rất cao, hàng nước Đức, hàng mà xuất ở trong nước người ta ghi như vậy. Hàng nội, gọi là hàng nội địa đấy. Thì những chiếc âm ly thế này rất tốt cho người tiêu dùng. Vâng, và các bạn thấy này, đây là volume, đây là chép, bát này, ba lăng, và điều đặc biệt con này có mic này, có tiếng mic hay còn gọi là tiếng Trung ấy. Mình nghe tiếng ca sĩ này là tiếng này đấy. Và radio, các nút này là nút radio nè, đấy, nút radio. Và các bạn, những nút dưới là những tín hiệu của radio nè, phono, ban, phone, còn cái đường là tín hiệu đầu vào, mono này, lay, mono, đấy, rất nhiều cái tác dụng công ích của nó. Và bên này là hai đèn của tín hiệu radio. Vâng, bây giờ chúng ta cùng tháo bên trong nha, phá bên trong cho các bạn chúng ta cùng xem chiếc âm ly này chơi được rất nhiều loại này, rất nhiều thể loại nhạc đấy. Hàng Đức các bạn biết rồi, hàng Đức người ta rất chuộng. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn khám phá với bên trong. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn mình tháo cái vỏ của chiếc âm ly ra rồi, tháo cái vỏ ra mình để ở đây để các bạn chúng ta cùng tham khảo khám phá phía bên trong của nó. Chiếc vỏ zin các bạn, cái vỏ zin còn cả cái tem này, tem người ta đóng mọc mà đấy, chiếc vỏ gỗ zin. Chiếc công ly này những cái nước tư bản nó sản xuất từ cái hồi năm 1972 đến giờ, nhưng mà nhìn nó vẫn còn mới. Các bạn thấy xem nè, chiếc công ly Saba 8001, model 8001 có hai cái đồng hồ cũng khá là đẹp. Hai đồng hồ này là hai đồng hồ bên radio ấy. Rồi còn có những cái nút dò đài đây nữa này đấy, thì chúng ta cùng xem phía bên trong của nó. Con công ly phải nói là đẹp khen. Và các bao mạch các bạn, chúng ta anh em chúng ta có thấy nó mới dữ luôn. Để mình rút điện luôn đây này. Con này chạy điện 220, chắc dễ xài. Các bạn thấy quá, con ly không thể mới hơn, rất mới nha. Rồi các anh chúng ta cùng xem, mình quay rất kỹ rất chậm. Những cái âm ly của Đức á, thì từng châu Âu thường thường những linh kiện của nó rất là nhiều, nhưng và cái tân phô cũng rất là dữ nha. Đấy, hai cái tủ của nó, hai tủ trắng cũng giống tủ Mỹ á, nhưng mà tất cả linh kiện đều là của Đức hết các bạn. Có thể nhìn từ bên này mình để trên cái mâm quay để mình làm cho nó tiện đấy. Rồi chúng ta nhìn từ phía sau ra phía trước, con ly khá đẹp. Mình làm rất chậm này. Cái miếng này mà nó cũng còn bóng vào trong những kiện, trong cái này các bạn thấy là độ mới của nó như thế nào. Ít có con nào nó còn mới như thế này. Đến nay gần 50 năm rồi, năm sản xuất con này năm 73, đến khoảng năm 78 thì bên Tây Đức người ta không sản xuất cái con này nữa. Con này chơi được rất nhiều loại các bạn nha. Các bạn cùng xem các linh kiện của nó này, chi chít linh kiện điện tử khá là đẹp. Và con này chạy sò nhôm Motorola. Bây giờ mình nó có những cái lẫy này, mình bấy cái lẫy sẵn rồi để mình làm cho nó nhanh. Còn cái này nè, để xem luôn các bạn, chúng ta cùng xem luôn. Đấy, lấy được rồi. Cái đây là cái nắp phía sau của nó này. Cái nắp phía sau của, rồi chúng ta cùng xem nè. Sò nhôm Motorola 2N3055
Con này nó chạy sò thuận, bốn con đều 3055, 2N3055, bốn con Motorola nhôm. Đấy các bạn ha. Đây. Và đi đặc biệt trùng số cherry luôn này, số cherry 501, 501 hết. Đấy. Và đây là những cổng vào. Đấy, cổng này là cổng phono này, người ta ghi tiếng Đức á, cho nên nhớ là người ta lúc nào người ta cũng ngái lại. Cũng có cái nút để đại lại. Tại vì mình cắm đầu đĩa thang á, thì mình cắm vào đĩa này. Rồi các tạm loa ra, bốn loa A và B ở giữa nha. Đấy, cũng đầy đủ các bốn loa, chơi được bốn loa. Rồi, bây giờ các bạn cùng Quý Nguyễn lật cái ngược nó lại để xem tiếp. Rồi, mình đã up lại rồi. Bây giờ các bạn chúng ta cùng xem tiếp nè. Khá là đẹp. Các bạn nhìn thấy đồ châu Âu nó làm không? Tất cả các mỹ hàng của nó nguyên zin, không có một mỹ hàng mới nào nha. Đẹp vậy đấy. Đẹp kem. Rất đẹp, mình quay rất chậm. Phía cái bo mạch này là người ta tráng một lớp nhựa thông đấy. Các bạn thấy thấy nó có một lớp nhựa chì chì cái đấy á, là nhựa thông ha. Rất mới, không có một vết nào hết. Rất đẹp. Con này đặt ok, và so với giá tiền á thì các bạn chơi những cái con Omly này á, nó rẻ hơn cùng tầm giá so với những con như thương hiệu đời nông hay là sang xui, thì con này giá 8 triệu tương đương với con sang xui hoặc mà răng 15 triệu. Đấy, mình phải nói như vậy, theo mình là vậy, vì nó đánh được rất nhiều loa, chơi nhạc vàng, chơi nhạc bolero hay là chơi những cái dòng nhạc acoustic, nhạc tây cũng rất hay. Vì con này nó có cái cổng mic răng nè. Rồi đấy, vâng, sau khi chúng ta xem xong cái nội thất của chiếc Omly Saba 8001 này, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc qua chiếc Omly này thể hiện nha, với cái đầu dạy mã Wide Radio Wide 12, con dạy mã này là của Mỹ nè, USA luôn, hàng nòi luôn. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc nha. Ghép rất nhiều đôi loa, mình ghép có đôi loa Onkyo này, bắt 312 luôn á, mà nó chơi rất hay. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nha. Rất hợp luôn. Bye.
thì